Vậy trong video thôi lấy vào thời điểm này, mình có một cái bất ngờ dành cho mình có bất ngờ dành cho bản thân. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay mình phát hiện ra ở trong post office mình được một món quà khá là bất ngờ. Đó, hiện giờ mình đang có mấy con sự kiện St. Patrick rồi không? Nhưng mình vẫn thiếu một unit đặc biệt nhất, đó chính là Titan Cover Man. What the heck, Kung Fu Panda sẽ có một cái đầu vậy? Đấy, trông khá là kinh dị. Anyway, vậy để có được Titan Cover Man, mình phải mở có 0,1% có được khi mà mở St. Patrick Grade này. Mà nói chung là mình chắc chắn là không thể có được đâu. Một là mình đẹp, hai là mình cực kỳ may mắn, ba là mình gọi là cày thâu đêm suốt sáng. Thì hiện giờ mình có thêm vài grade đây, nhưng mà mình không biết mình có nên mở không ấy. Bởi vì là mình nghĩ mình sẽ tiết kiệm cho đến khi nào có tầm 100 grade đi, mình sẽ mở một lúc. Và may ra có được, dịp Valentine mình mở gần 100 grade rồi mình không có được luôn. Nên mình nghĩ mình sẽ không mở làm gì cả, để đây tiết kiệm thôi. Chứ mình mở thì hơi phí, đằng nào cũng chả có được đâu. Giá trị của grade này sẽ cao, nhưng mà nếu mà mở ra mà được cái con Lucky này thì nó sẽ tụt giá trị cực kỳ nhiều. Nên mình sẽ giữ ở đây đi. Sau mấy ngày mình cầu nguyện có được con Titan Clover, thế cuối cùng mình đã có được một phần quà từ một người khá là đặc biệt. Đây, chúng ta có package có nào đúng không? Mình có mấy bạn gửi cho mình với con này. Đấy, thì hiểu cái kèo xuống dưới mình có được Titan Clover Man bởi một người vô danh nào đó, bởi một người không biết tên, không có một tin nhắn gì luôn. Một phần quà từ một người vô danh ạ. Trời ơi, không biết tên tuổi như thế nào, và lại tặng cho mình không một lời nhắn gì cả. Như chuyện cổ tích, Bụt hiện lên và hỏi: làm sao con khóc, con không có Titan Clover Man? Thế là Bụt cho luôn một Titan Clover Man. Nhận luôn chứ gì nữa nhỉ. Thank you, đã có được Titan Clover Man. Titan Clover, oh yes sir. Mình không bao giờ mình nghĩ mình sẽ được sở hữu con này luôn. Mình nói thật, không bao giờ mình nghĩ sẽ có được con này trong tủ đồ inventory của mình. Titan Clover Man Mythic AoE Damage 1760 đến 1312. Số nó bị kỳ quặc nhỉ. Ok, DPS 65600, range 55, cooldown 2, chỉ có 5,96.000 người có thôi. Oh my god. Dù bạn là ai, mình cảm ơn bạn rất nhiều nha. Mình cảm ơn bạn rất nhiều. Mình không có một thông tin gì, không có một câu nói gì, không một lời nhắn gì cả. Quá tuyệt vời luôn. Chắc là thấy mình nghèo quá nên là cho mình tặng mình luôn ấy. Bạn thấy không? Mình cực kỳ nghèo. Có mấy 21.000 gem mà. 21.000 gem này là mình làm, gọi là tự làm từ mồ hôi nước mắt, chứ mình không có một nạp nha. Thực ra mình có làm một ít, nhưng mà mình làm một ít thôi. Nhưng mà đúng gem này là mình là đi buôn bán ấy, dùng mồ hôi nước mắt của mình, chứ không phải là mình nạp một đống gem đâu nhá. Đống này là mình cày. Đấy, nói chung là cũng rất là vất vả ấy. Well, nếu bạn là ai thì bạn hãy comment tên ở dưới nhá. Vì mình không biết là ai. Nếu bạn đang xem video này thì hãy comment phía dưới để mình biết, để mình cảm ơn bạn. Mình cảm ơn bạn rất nhiều luôn. Quá là cảm ơn luôn. Rồi, trải nghiệm thôi, vui quá. Và bạn nào muốn sở hữu tất cả unit sự kiện mới St. Patrick cũng như Titan Clover Man, hãy vào shop khánh sĩ robot.vn để ủng hộ mình nha. Cũng như là mua gem với giá cực kỳ rẻ, ưu đãi nhất thị trường. Và giờ mình sẽ bắt đầu nào. Chắc chắn đập Nightmare rồi. Con này thì đập đi gọi là hai Nightmare luôn. Hơn cả Nightmare cũng, mình không biết có từ gì hơn Nightmare không, nhưng mà chắc chắn đập được hơn Nightmare. Mình sẽ đặt đây cho nhanh. Speedrun một chiếc Speedrun Santa mình sẽ đặt ở đây để cho nó choáng luôn con Santa này. Khi mà đứng nó choáng lại, bọn Toilet choáng lại ở đây thì bọn nó sẽ gọi là mình sẽ câu được thời gian. Và mình sẽ đặt Leprechaun ở phía này. Oh my god, người ta. Lần đầu tiên mình trải nghiệm được Titan Clover Man. Vai to phết mọi người ạ. 1, 2, 3 to gầm gần 4 lần. Nâng cấp level 2 cho Green Laser. Đặt một Leprechaun ở đây. Let's go. Wait. Nâng cấp Santa. Tất cả 3 Santa đều một lúc. Ngon lành luôn đúng không? Ngon lành luôn. Leprechaun khá là ngon. Wait, nếu mình đặt ở đây được không nhỉ? Bởi vì ở chỗ này nó hiện giờ nó to vãi. Thì giờ mình đặt được một đống Leprechaun đằng sau luôn này. Mình nghĩ sẽ khá thú vị khi nào đằng sau. Nâng cấp tiếp là Green. Và nâng cấp Leprechaun level 2. Đó, khá là ngon lành luôn. Bắn xuyên. Và nó hồi chiêu rất nhanh nha. Cooldown 0.4. Thế thì gọi là hợp lý. Nào để xem nào, chiêm ngưỡng Titan Clover Man. Ui to vãi trưởng, ở đây tự dưng map này có cái cục này ấy. Bây giờ không đặt được cái chỗ hoàn hảo nhất ở đây rồi, hơi bị khó chịu nha. Thôi cắt đây đi. Lucky block, strong lucky block. Lucky block màu đỏ 30.000 máu. Ok, đâm. Ui chết luôn mà, khỏe thực sự nhá. Mới level 1 thôi mà nó có 30.000 máu cho cái lucky block rồi. Và có damage là 1760, cooldown rất nhanh. Cooldown 0.5 ạ. Các bạn xem này, thiết kế này. Robot người máy đội cái top hat. Và mình sẽ nâng cấp tiếp level 2. Ôi, ayo, chill. Nâng cấp tiếp level 4 luôn. Đó, trời ơi, tầm đánh nó rất là rộng này. Nó chưa được bắt cái tầm đánh à. Có cái range chưa? Chưa có range, phải đạt được gần hơn. Trời ơi, nó rất là khỏe. Xem nào, 7, 7, 7. Tất cả những số tiền của những unit dịp St. Patrick này đều có số 7 ở sau cả.
chỉ có số đầu tiên là nó sẽ nhiều hơn, còn tất cả số sau là 777 hết, bởi vì nó tượng trưng cho sự may mắn mà. Level 4 Titan Clover là có 51. Tại sao số đam này nó hơi bị kỳ quặc nhỉ? Range 40, cooldown 0.25, cooldown rất nhanh luôn. Để xem level back là bao nhiêu. Cooldown 0.2. Ui chà, DPS 65.600. Mình nghe thấy có bảo là admin chắc là sẽ nerf cái con Titan Clover Man thôi, bởi vì nó rất là khỏe. Nó cấp tiếp level 5 và nó có 3 kỹ năng nha, mỗi một vòng tròn một kỹ năng. Bộ hàng màu đỏ là AoE, là dùng cái màn hình TV, xanh là cây ở ngoài cùng là dùng lõi năng lượng, còn màu vàng ở trong cùng là đặt Lucky Block, quá là ngon luôn, có xịn sò. Hiện giờ con này đang bán với giá ở trên Marketplace là 20.000 gem, với giá khởi điểm 20.000 gem, hiện giờ mình thấy là tụt là 15.000 rồi, và mình thấy là tụt hơn một chút, 13, 14.000 gì đó, tầm vài ngày thôi đã tụt tầm 5.000 gem, chắc là đợi tầm 1-2 tuần ấy, nó sẽ tụt xuống tầm, mình nghĩ là tầm 5.000 gem hoặc là 4-5.000 gem gì đó, hoặc có thể là hơn nữa, bởi vì tùy. Tùy xem là có bao nhiêu người mở được ấy. Càng nhiều người mở được thì độ hiếu của nó sẽ càng giảm và giá trị của nó sẽ tăng càng giảm. Chứ mới ra thì nó tất cả rất là đắt đỏ và rất nhiều người bất chấp mua luôn. Nên chơi Minecraft, xây block thì không biết cái này gì có hay hay không. Kiểu nó hơi bị mới, đường đi nó chặt một đống cái Lucky Block này. Thì kỹ năng của nó, mình thường hay, đầu tiên mình nghĩ cái con này là sẽ ném Lucky Block và mỗi một Lucky Block nó sẽ có một cái hiệu ứng khác nhau. Nhưng mà không, admin cho bất ngờ. Đó chính là đặt Lucky Block ở trên đường đi. Yeah, mình đã hơi bị vướng thật đấy, nhưng mà mình nghĩ thế khá thú vị, xem nó. Và nó rất là khỏe nhá. Đó, như kiểu con Scientist TV nhưng mà đam nó to hơn nhiều. Và nó cấp max level cho có 13.120 mỗi 0.2 giây. Tầm thì rất là rộng rồi, không phải bàn cãi gì. Bây giờ mình nâng cấp cho con Lebocron này nhá, nó sẽ có tăng cái tầm. Đây, con này sẽ có được tăng tầm nữa, 10% range rồi. Và range của nó là 60.5. Cái dưỡng gốc của nó là 55 thôi. Trời ơi, quá là ngon. Nó tăng tầm cho tất cả kỹ năng đúng không nhỉ? Nên nó cả cái vòng tròn vàng nữa này cũng được tăng cái tầm, đặt cái Lucky Block khá là tuyệt vời chứ nhỉ. Coi như mình thấy là admin đang hướng tới cái thiết kế của unit và của lobby là mang phong cách tương lai. Mình thấy là chúng ta có robot người máy này. Hiện giờ trong game chưa có con robot người máy nào thì phải. Ý mình là kiểu phong cách người máy. Đây con đầu tiên mang cái style. Nếu mà đặt con Titan mà nó mặc quần áo như bình thường này thì mình nghĩ là nó không ngầu vào. Một khi bạn sở hữu được con Titan Coverman thì chắc chắn là đi này mày, ôi đi mày này đơn giản thôi. Chúng ta có fortified a lucky block, 1.000.000 năm máu đâu, 1.000.000 năm máu thật kinh dị. Và có money lucky block là sao, đâm vào mới sẽ được tiền hay sao? Lucky block, okay, strong lucky block, khá thú vị, khá thú vị. Giờ đặt thêm một Titan cover about over here, chắc là đây luôn đi nhỉ. Đây cho nó gần. Đấy, cho dù cái chỗ này nó không hoàn hảo lắm ấy, đặt đây, ai mình đặt sát đây luôn chứ nhở, đặt đây hơi bị xa một chút. Nhưng nó sẽ bao phủ cả bên này nữa này, mình muốn bao phủ tất cả đường đi nhìn cho đẹp. Và mình sẽ nâng cấp max luôn. Chưa max được, không sao, không sao. Cấp max level 6. Có nên đặt thêm một level crown đấy để cho nó tăng buff tầm đánh không nhỉ, thôi chắc không cần đâu. Mới ra thì unit này cũng hot thôi. Giá của nó, giá trị của nó tăng rất là cao. Nhưng mà một thời gian sau, nếu mà admin mà nerf cái con Titan này ấy, thì giá trị của nó sẽ giảm rất kinh khủng đây. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ đợi để xem nhá. Nhưng mình nghĩ là admin nếu mà nerf thì không nerf nhiều đâu. Vì thế con này chỉ đặt đây thôi là nó sẽ cân cả Nightmare rồi. Không cần có chiến thuật gọi là đẹp ở đâu. Cứ đặt đây xong nó đánh nó thoải mái luôn. Con thấy không? Sao mà đi qua được đống tường thành này? Vạn lý trường thành cực kỳ to và dày. Cái quái này 1.000.000 năm máu nhỉ? Mình nghĩ nó sẽ giảm máu đi, chỉ cần vài cái hộp bột đen thôi là con boss bay màu luôn. Nó quá khỏe ấy. Chắc chắn là sẽ bị giảm cái số máu đấy đi. Không nghi ngờ vào đâu được nữa, bởi vì là thấy cho nó cân bằng hơn. Chứ không thì ai mà con này nó quá khỏe, quá là ngon. Đập Nightmare thì như đập Easy. Và mình sẽ đặt thêm một thanh niên này nữa đây. Over here. Bọn toilet đầu tiên được trải nghiệm mở Lucky Block Minecraft. Và tất cả unit hiện giờ bạn thấy không? Animation nó rất là xịn. Lúc trước thì mình mới chơi ấy, hoặc là chỉ cầm vài update trước thôi, là animation của nó rất là phèn. Kể cả con upgrade thần Dreamman nữa rất là phèn, nhưng bây giờ tất cả unit được update cái animation xịn hơn. Đó. Và bạn thấy không, ui chà khá xịn sò. Chân smooth toilet. Nhanh lên nào, để xem mất có 2.000.000 năm máu. Ui, bọn nó tụt kinh dị này. Chỉ cần vài con lucky block thôi là tan tành luôn. Thế này thì quá là khủng khiếp. Có vẻ như speedrun không nhanh lắm nhỉ? Speedrun 16 phút khá là lâu. Ôi, kẹt trong Lucky Block rồi. Kẹt trong Lucky Block rồi. Mở Lucky Block ra có khánh SKG, what the heck.
Và đó video này thôi. Thì nếu mà cậu thích để lại một sự ủng hộ của mình nha. Và bạn nào đã tặng mình cho Titan Clubman, mình cảm ơn bạn rất nhiều nha. Rất là biết ơn, rất cảm ơn rất nhiều. Wow, lần đầu tiên mình có một phần quà lớn như vậy nha. Quá tuyệt vời luôn. Thì rồi trước đây và mình sẽ gọi cho video theo nha. Bye.